Các bạn đang nghe truyện độc tu của tác giả Thủy Đạo Bất Cô trên kênh TV Audio CV. Chương 474, Đóa Băng Liên Trên thực tế, Tiết Hàng Sương vội vàng lên tiếng ngăn bọn họ truy đuổi, cũng không phải vì nàng hèn nhát hay sợ hãi. Bởi vì nếu không có nàng bảo vệ thì vừa rồi đám hậu bối của gia tộc đã chết trên tay Hạ Nhược Tuyết rồi. Chưa kể đến thực lực của nữ nhân kia rất cao, trong huyết vân của nàng ta còn ẩn chứa kịch độc, có thể làm cho huyết mạch phun trào, tim đập nhanh hơn. Tiết Hàng Sương biết rõ lợi hại, mới lên tiếng khuyên can tộc nhân. Vấn đề là tộc nhân không nghe lời khuyên bảo, còn nàng lại không thể bàn quan mặt kệ bọn họ như người ngoài, chỉ có thể đuổi theo, cùng truy kích hai tên trộm đạo kia, đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có những ánh sao nhỏ, miệt mài tỏa sáng lấp lánh, tô điểm cho bầu trời tối tăm. Hai cái bóng của Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết đang hối hả lao vùng vụt như lưu quang động quang màu xám bạc và đỏ như máu lóe lên một chút hào quang mỏng mảnh giữa màn đêm giống như hai ngôi sao băng nhanh chóng xẹt qua chân trời hạ nhược tuyết quay đầu ánh mắt dừng lại phía trên mấy luồng động quang đang đuổi theo không bỏ phía sau lông mày hơi nhíu lại nàng lạnh giọng hỏi phu quân mấy người này thật không biết sống chết không bằng chúng ta dừng lại giết sạch bọn họ rồi rời đi không được tình thế cấp bách không được chậm trễ dù chỉ một giây nếu bị bọn họ chặn lại Chúng ta chắc chắn phải chết." Lý Thủy Đạo nói như chém đinh chặt sắt. Hạ Nhược Tuyết khẽ cắn môi, sát khí phun trào trong đôi mắt đỏ như máu của nàng. Nàng biết Trượng Phu nói đúng, nhưng vẫn không cam lòng. Nàng lại thấp giọng nói, "Bọn họ đã trúng độc, chúng ta giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Bây giờ là thời điểm sống còn, chúng ta không thể chịu được dù chỉ một chút mạo hiểm. Hơn nữa, chính vì bọn họ đều trúng độc, chúng ta mới có thể dễ dàng cắt đuôi bọn họ. Sau khi Lý Thủy Đạo dứt lời, pháp lực toàn thân hắn tuôn trào, tốc độ phi hành lại một lần nữa gia tăng lên ba phần. Hạ Nhược Tuyết thấy phu quân không muốn giết người, cũng chỉ có thể thúc đẩy độn quang bay nhanh hơn, đuổi theo phía sau hắn. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, giống như hai tia chớp rạch phá bầu trời đêm. Mà ở phía sau hai người, một đám tu sĩ tiết gia đang dồn dập hạ độn quang xuống, bọn họ đã cạn kiệt pháp lực, không thể tiếp tục đuổi theo tu vi không đủ pháp lực không thể áp đảo đối phương độc khí lại xâm nhập thân thể bởi vậy sau khi đuổi theo một đoạn đám người này lập tức mất đi năng lực truy kích chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng dáng của hắc bạch song sát đang dần dần đi xa trong lòng tràn đầy tiếc nuối và bất đắc dĩ một tu sĩ không nhịn được lập tức gầm lên chết tiệt chúng ta lại vô lực truy kích đối phương một tu sĩ khác ảm đạm cúi đầu hai giọt lệ long lanh trong mắt bão khố của gia tộc bị trộm chúng ta lại không đủ sức giữ địch nhân ở lại thật là hổ thẹn với gia tộc là chúng ta vô dụng ánh sao lấp lánh giống như đang cười nhạo sự vô lực và thất bại của bọn họ nhóm tu sĩ tiết gia lặng lẽ đứng yên tại chỗ trong lòng ngập tràn nổi hối hận và thống khổ vô biên vào lúc giữa trưa mặt trời treo cao trên cánh rừng rậm rạp chiếu xuống bên dưới một mảnh quang mang sáng ngời trong một khu sơn cốc bí ẩn lý thủy đạo đang lặng lẽ ngồi trên một tảng đá bằng phẳng dao động pháp lực mơ hồ tản ra trên người. Hắn mới luyện hóa xong một viên thanh một hồi xuân đan trong cơ thể, viên đan dược quý giá này vừa trợ giúp khiến cho pháp lực của hắn lại một lần nữa tràn đầy. Quá trình chạy trối chết tối hôm qua đã làm hắn kiệt sức, pháp lực tiêu hao hết sạch, thậm chí hắn còn phải mượn dùng yêu lực của đồng tham ngọc thiềm thừ, mới có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái phi hành. Bây giờ, bọn họ đã đi tới Thúy Bình Sơn, nơi này là khu vực biên giới giữa vân mãng sơn và hắc sơn cũng là địa phương tiếp giáp với thương châu lý thủy đạo lựa chọn khu sơn cốc bí ẩn này để khôi phục pháp lực hắn vẫn miệt mài tu luyện từ tối hôm qua đến giờ sau khi luyện hóa hai viên thanh một hồi xuân đan pháp lực mới hoàn toàn khôi phục lại sau khi khôi phục pháp lực lý thủy đạo lập tức mở mắt nhìn thoáng qua hạ nhược tuyết đang không vô công rỗi nghề ngồi trong sơn cốc hắn trực tiếp vươn tay vỗ một cái xuống túi trữ vật lấy ra một đóa băng liên. Hắn nghi ngờ thứ này chính là một kiện linh chu pháp khí. Nó cũng là món pháp khí duy nhất được Lý Thủy Đạo tiện tay cầm đi sau lúc xông vào bảo khố của Tiết Gia. Băng liên nọ có tạo hình cực kỳ tinh xảo, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra, nó là tác phẩm luyện khí thượng giai thuộc về loại, tinh xảo. Lý Thủy Đạo nắm chặt đóa băng liên, lại nhắm hai mắt xuống, toàn lực tập trung vào quá trình luyện hóa. Chỉ thấy một luồng pháp lực màu bạc phun trào trên bàn tay hắn, Tựa như cả không khí chung quanh cũng bắt đầu ngưng động lại. Ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đang toàn tâm toàn ý tập trung vào luyện hóa. Hạ Nhược Tuyết đang ngồi gần đó, sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng biết phu quân đang luyện hóa pháp khí, vì thế mới cẩn thận canh giữ hộ pháp bên người hắn. Thời gian trong khu sơn cốc yên tĩnh cứ lặng lẽ trôi qua, sau khi một luồng quang mang sáng ngời xuất hiện, đột nhiên đóa băng liên trong tay Lý Thủy Đạo nở rộ. Ngay sau đó, mỗi một chiếc cánh trên đóa băng liên đều hóa thành một thanh băng tinh phi kiếm, đồng loạt bắn ra ngoài, chỉ trong giây lát, mười mấy thanh băng tinh phi kiếm đã đâm thẳng vào khu sơn cốc chung quanh, tạo thành một tòa kiếm trận đồ sộ. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm trận do mười mấy thanh băng tinh phi kiếm tạo thành lập tức phát ra âm thanh vù vù chói tai, băng tinh trên thân kiếm cũng lóe sáng hàng quang. Kiếm trận bắt đầu xoay tròn, phi kiếm như những mũi tên nhọn, điên cuồng bay múa trên không trung, Hạ Nhược Tuyết bị nhốt bên trong kiếm trận, phi kiếm sắc bén xẹt qua xung quanh nàng, phát ra những tiếng rít gào bén nhọn, làm lòng người ta phát lạnh. Nàng chợt có cảm giác, chỉ cần tiến thêm một bước, không cần biết mình đi về hướng nào, đều sẽ bị kiếm quan sắc bén đâm thủng thân thể. Hạ nhược tuyết khoát tay, bạch cốt huyết ma đao cực lớn đã xuất hiện trong tay, dù vậy, nàng cũng không thể phòng ngự được những thanh phi kiếm trực tiếp lao đến từ sau lưng. Nàng khẽ cho mày, trong lòng cảm nhận được áp lực cực lớn truyền đến từ bốn phương tám hướng, tựa như khắp nơi xung quanh mình đều ẩn chứa sát khí đột nhiên, kiếm trận tiêu tán. Mấy chục thanh băng tinh phi kiếm lại một lần nữa bay trở về trong tay Lý Thủy Đạo, hóa thành những đóa băng liên hoa tinh tế xoay tròn. Thượng phẩm pháp khí, tàn kiếm băng liên. Đây là pháp khí bày trận, sau khi thúc giục có thể bố trí băng liên kiếm trận đi tới vây giết địch nhân trong nháy mắt. Đúng là, ta thực sự không thể ngờ được. Hóa ra đóa băng liên này lại là một kiện pháp khí trận đạo hiếm có, ta cứ tưởng nó là một chiếc linh chu. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc nói. Dù tàn kiếm băng liên không phải là pháp khí linh chu, nhưng pháp khí trận đạo cũng là một món vũ khí cực kỳ hiếm thấy, giá trị chỉ kém hơn pháp khí linh chu một chút mà thôi. Chúc mừng phu quân đã nhận được trọng bảo. Hạ nhược tuyết cuối người thi lễ. Lý Thủy Đạo hơi gật đầu, sau đó trịnh trọng nói, qua Thúy Bình Sơn chính là địa giới Hắc Sơn rồi, hiện giờ giờ Linh Chu ô một toa đã hỏng, huyết sắc độn quan của này không thể che giấu được, chúng ta nên trở về như thế nào đây, hạ nhược tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lý thủy đạo chỉ cười khẽ một tiếng sau đó tự tin nói phu quân không cần phải lo lắng đây cũng không phải lần đầu tiên thiếp thân phi độn từ nơi này quay về trên đoạn đường này khá vắng vẻ rất khó gặp được tu sĩ dù gặp được cả đám bọn họ đều né tránh từ xa căn bản không có ai dám tới tìm thiếp thân gây phiền toái lý thủy đạo nghe hạ nhược tuyết nói xong lại lắc đầu nói cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm thế này đi một lát nữa hai người chúng ta đồng thời phi độn ta bay giữa không trung tầm nhìn rộng rãi nàng bay sát mặt đất xuyên qua rừng rậm nếu ta trông thấy có tu sĩ đến đây từ phía xa sẽ lập tức hạ thấp độn quan xuống nàng vừa trông thấy ta hạ thấp xuống thì lập tức ẩn nấp đi làm như vậy mới có thể bảo vệ vẹn toàn hạ nhược tuyết gật đầu cách này của phu quân rất hay sau đó lý thủy đạo điều khiển độn quan bay đi trước một bước Hạ Nhược Tuyết lại khống chế huyết sắc độn quan đi theo phía sau, một mực ẩn dấu độn quan của mình trong rừng rậm, hai ngày sau, hai người thuận lợi trở về thiên trì bảo. Hành động đầu tiên sau khi Hạ Nhược Tuyết quay về chính là bước vào phòng luyện công, đi luyện hóa huyết thực, còn Lý Thủy Đạo lại đi tới trong thư phòng của mình, chỉnh lý lại những cuốn ngọc sách vừa mới tới tay. Đạo Pháp Bí Thuật, Băng Phách Kiếm Tâm, Sương Hàng Đao Ý, Công Pháp Bí Quyết, Băng Tuyết Chưởng Pháp, Sương Đống Chưởng Quyết, Băng Lăng Chưởng ngay khi lý thủy đạo chuyên tâm phân loại ngọc sách thì ở bên ngoài thư phòng chợt truyền đến giọng nói của thị vệ bảo chủ đại nhân phó bảo chủ chu hồng linh cầu kiến lý thủy đạo lập tức dừng động tác trên tay sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói để nàng vào đi hắn biết chu hồng linh là một người thông minh tài giỏi bởi vậy nàng tới tìm hắn tất có chuyện quan trọng cần thương nghị chỉ chốc lát sau chu hồng linh đã đi vào thư phòng nàng mặc một bộ áo đỏ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, sau khi thi lễ với Lý Thủy Đạo mới cất lời, bảo chủ đại nhân, ta có một chuyện vui cần báo cáo với ngài. Lý Thủy Đạo khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng cứ tiếp tục nói. Lại phát hiện được một khối hỏa độc tinh ở mỏ quặng hỏa độc bên kia, phẩm chất hoàn chỉnh. Trong giọng nói của Chu Hồng Linh lộ ra một mảnh hưng phấn. Lý Thủy Đạo nghe được tin tức này, trong mắt cũng lóe lên một tia vui sướng. Tính cả khối hỏa độc tinh này, là trong năm nay bọn họ đã đào được khối thứ tư từ quặng mỏ thiên trì hỏa độc rồi ba khối nộp lên tông môn là thuế má quặng hỏa độc còn một khối cuối cùng kia có thể lưu lại cho gia tộc bán thứ này đi thật là đáng tiếc vật này còn chưa bỏ vào kho ta đang chờ bảo chủ tới định đoạt chu hồng linh lấy một hộp ngọc từ trong túi trữ vật ra hai tay đưa cho lý thủy đạo lý thủy đạo mở hộp ngọc bên trong có đặt một viên hỏa độc tinh lấp lánh ánh sáng màu hoàng kim đây là tam giai linh tài hỏa độc tinh hoàn toàn có thể dùng để luyện chế pháp bảo lý thủy đạo cẩn thận thưởng thức khối hỏa độc tinh trên tay sau đó trong lòng khẽ động hắn lập tức lấy ra một khối ngọc lưu ly vô cùng rực rỡ tựa như đang bốc cháy hừng hực từ trong túi trữ vật ra ngoài tam giai thượng phẩm linh tài phượng hoàng lưu ly tam giai hạ phẩm linh tài hỏa độc tinh lý thủy đạo đặt hai món bảo vật này lại gần nhau trong đầu lại cẩn thận suy tư về luyện khí chi thuật. Nếu trong tay hắn lại có thêm một mớ độc vũ mang theo thuộc tính phong, chẳng phải hắn có thể luyện chế hỏa độc phiến thêm một lần nữa hay sao, mà lần này hỏa độc phiến được luyện thành chắc chắn sẽ đạt tới thượng phẩm, thậm chí còn có thể là cực phẩm. Phẩm chất tăng lên, uy lực của phong hỏa viêm độc do nó phát ra chắc chắn cũng gia tăng thêm gấp bội. Nhưng tài liệu tốt như vậy, dùng để luyện chế một kiện pháp khí vẫn có chút đáng tiếc có lẽ hắn nên phỏng theo tàn kiếm băng liên dứt khoát luyện chế một cái hỏa độc trận pháp đi chuyện này đương nhiên phải giải quyết theo việc công đi ghi chép vào kho thôi về phần món bảo vật này cứ tạm thời để lại chỗ ta ta sẽ viết thư nói rõ tình huống cho gia chủ biết lý thủy đạo trịnh trọng nói bảo chủ có còn nhu cầu gì khác không chu hồng linh dò hỏi lý thủy đạo suy tư một lát mới nói gần đây ta muốn bế quan tìm hiểu kiếm quyết. Chuyện của hài tử, phiền ngươi chăm sóc. Ừm, chu Hồng Linh gật gật đầu, rồi thất vọng rời đi. Sau khi chu Hồng Linh rời đi, Lý Thủy Đạo lập tức cầm bút sắt lên viết thư cho gia tộc. Nếu trực tiếp đòi hỏi có thể sẽ làm đoàn trưởng lão của gia tộc bất mãn, bởi vậy hắn mới đưa ra phương thức dùng 3.000 linh thạch tới mua để biểu đạt nhu cầu của mình. Một phong thư này lời lẽ cực kỳ trung trinh không đổi, tràn đầy thành ý. Sau đó, Lý Thủy Đạo đặt mấy quả hạch lên bệ cửa sổ, một con chim đen nhanh chóng bay tới, mổ những quả hạch này. Chờ nó ăn xong, Lý Thủy Đạo nhanh chóng cột lá thư kia vào chân nó. Đi đi, đưa nó đến gia tộc. Lý Thủy Đạo phân phó. Qua. Viễn độ Phi Nha thấp giọng kêu lên một tiếng, sau đó dương cánh bay đi, trong nháy mắt đã biến mất trong bầu trời đêm. Tốc độ của viễn độ Phi Nha cực kỳ kinh người. Tối đa là nửa canh giờ sau, tộc trưởng Lý Thủy Hồng sẽ nhận được lá thư của Lý Thủy Đạo có lẽ chỉ chờ đến sáng mai thôi là hắn có thể nhận được thư hồi âm của gia tộc rồi hoàn thành xong một việc lý thủy đạo thu lập tức thu cả hai khối hỏa độc tinh và phượng hoàng lưu ly vào trong túi trữ vật lại tiếp tục quá trình sửa sang đạo thư và ngọc sách của mình hồi lâu sau cuối cùng lý thủy đạo cũng tìm được cuốn đạo thư thái âm ngưng sương kiếm quyết mà hắn khát vọng đã lâu đây là một môn công pháp có liên quan chặt chẽ với công pháp của hắn cũng có giá trị cực lớn đối với hắn Thái âm ngưng sương kiếm quyết là một môn công pháp loại thái âm, nó cho phép Lý Thủy Đạo trực tiếp vận dụng thái âm pháp lực, loại pháp lực hắn nhận được thông qua quá trình tu luyện, tiên thiềm khí. Môn công pháp này còn có thể dung hợp với kiếm quyết loại băng sương, nghĩa là có thể dung hợp và hỗ trợ lẫn nhau cùng băng thiềm hàng khí của hắn. Đồng thời, nó cũng là một môn kiếm quyết. Mà Lý Thủy Đạo vốn đã quen thuộc với kiếm thuật, thậm chí hắn còn lĩnh ngộ ra kiếm ý trừng đàm kiếm đạo, tu hành kiếm quyết sẽ dễ dàng như cá gặp nước. Đối với người khác, có lẽ bọn họ sẽ rất khó luyện thành môn công pháp này, nhưng đối với lý thủy đạo, đây tuyệt đối là một môn công pháp cường đại, còn có thể học cấp tốc, sẽ toàn diện gia tăng thực lực của hắn trong một khoảng thời gian cực ngắn. Bảy ngày sau, ven thiên trì hồ, nước hồ lấp lánh, gần sóng lăng tăng, ở phía xa xa, có một luồng khói đặc màu vàng đất từ bên dưới, xông thẳng tới chân trời, lý thủy đạo đứng bên hồ trên người mặc một bộ trang phục tu hành màu trắng hắn chậm rãi rút thanh băng phong tuyết vũ kiếm trong tay ra trên thân kiếm tràn ngập hàng khí bông tuyết bay phấp với quanh người hắn nhắm hai mắt lại khẽ hít sâu một hơi trực tiếp để tâm thần chìm vào trong kiếm theo nhịp hô hấp của hắn hàng khí trên thân kiếm càng ngày càng nồng đậm thậm chí còn ngưng kết thành một tầng băng xương hơi mỏng hắn nhẹ nhàng vung kiếm mũi kiếm xẹt qua không khí lưu lại một vết tích lạnh lẽo thái âm ngưng sương kiếm quyết coi trọng nhất là kiếm ý tiếp đó mới là pháp lực pháp lực thuộc tính thái âm càng mạnh kiếm quyết càng thêm tinh diệu không lỗ hổng nào không vào vốn dĩ thái âm pháp lực của lý thủy đạo đã cực kỳ tinh thuần lại cộng thêm quá trình tu luyện theo tiên thiềm khí khiến cho thái âm pháp lực của hắn càng tinh thuần hơn gấp bội sau khi tu luyện một đoạn thời gian xét về tổng thể coi như Lý Thủy Đạo đã luyện thành môn kiếm quyết này, nhưng, kiếm ý, lại chưa chạm đến cửa. Mà muốn lĩnh ngộ kiếm ý, lại nhất định phải tích lũy lâu dài. Có câu nói, 10 năm tích lũy, một ngày ngộ đạo, là nói về tình huống này. Lý Thủy Đạo lại bắt đầu vung kiếm, kiếm quan lập lòe, giống như một tia chớp cắt qua trời đêm. Động tác trên tay hắn càng ngày càng thuần thục, kiếm pháp cũng càng ngày càng thành thạo. Tựa như hắn đã đặt mình vào một mảnh thế giới băng tuyết, bản tay không ngừng bay múa, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ mà rét lạnh thấu xương. Thời gian dần trôi, bầu trời bên hồ chợt chuyển thành âm u, mây đen dày đặc, tựa như cả hoàn cảnh nơi này cũng cảm nhận được lực lượng tu luyện của Lý Thủy Đạo. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng sắc bén, kiếm quang như bông tuyết bay múa, trực tiếp ngưng kết cả bầu không khí xung quanh thành một mảnh băng tinh. Tới cuối cùng, hắn ngừng kiếm pháp mũi kiếm cắm vào trong hồ nước chỉ trong nháy mắt nước hồ đã đóng băng biến thành một tầng băng mỏng bên trên mãi cho tới lúc hắn chậm rãi thu kiếm lại hàng khí trên thân kiếm mới dần dần tiêu tán có những thứ không thể nôn nóng được nhớ năm đó khi lý thủy đạo vừa mới tiếp xúc với trừng đàm kiếm đạo hắn chỉ một lòng muốn lĩnh ngộ kiếm ý nên mỗi ngày đều dành ra một khoảng thời gian rất dài để luyện kiếm nhưng lại chậm chạp không tìm được phương pháp về sau khi hắn quyết đoán từ bỏ kiếm đạo chỉ xem rừng đàm kiếm đạo là một bài tập thể thao hàng ngày để hoạt động gân cốt thì trong một cơ hội ngẫu nhiên hắn lại lĩnh ngộ ra kiếm ý từ đó mới kích phát ra tam xích kiếm khí dựa trên cơ sở đó lại dung nhập băng thiềm hàng khí vào bên trong bởi vậy trên tay cầm một thanh trung phẩm pháp khí nhưng hắn vẫn có thể cận thân bắt đấu cùng loại cao thủ địa bản như ma kiếm tâm thậm chí còn không hề rơi xuống hạ phong nếu chưa lĩnh ngộ kiếm ý cách sử dụng phi kiếm tốt nhất chính là tế nó ra ngoài, đánh địch nhân từ xa, chỉ khi lĩnh ngộ được kiếm ý, mới có kiếm khí tung hoành thiên biến vạn hóa. Hắc xà kiếm khí của ma kiếm tâm, thông vân thổ vụ kiếm khí của nam cung cầm và tô tiểu ngọc, thậm chí là băng tinh kiếm khí làm tổn hại tới đạo pháp căn cơ của băng tuyết kiếm sư kia, đều là như vậy. Hiện giờ, Lý Thủy Đạo đã có thêm kiến thức, hắn biết băng tuyết kiếm sư kia vốn có xuất thân từ vân mãn kiếm phái mà phàm là tu sĩ của vân mãn kiếm phái vừa xuất kiếm ra đa số đều sẽ là băng xương kiếm ý một khi bị kiếm khí đánh trúng thậm chí thân thể sẽ mất đi tri giác nếu để tình trạng này kéo dài một đoạn thời gian mà không trừ được tận gốc nó còn có thể ảnh hưởng đến đạo cơ làm tổn hại tu vi của người khác ác độc vô cùng chỉ cần lý thủy đạo chưa lĩnh ngộ được kiếm ý của thái âm ngưng xương kiếm quyết thì cũng không thể phát ra loại băng tinh kiếm khí ác độc này đương nhiên hắn cũng có thể phát ra kiếm khí chẳng qua loại kiếm khí ấy chỉ là rừng đàm kiếm khí mà thôi uy lực của cả hai hoàn toàn không thể so sánh được mặc dù chuyện lĩnh ngộ kiếm ý không thể nôn nóng được nhưng ngày thường vẫn nên dành nhiều thời gian để luyện kiếm hơn mười năm khổ luyện một ngày ngộ đạo khổ công chưa chắc có thể thành nhưng không chịu khổ công thì nhất định không thể thành được lý thủy đạo lặng lẽ đứng bên cạnh thiên trì hồ thật lâu ổn định nội tâm lại sau đó hắn lại một lần nữa rút thanh kiếm trong tay ra băng tuyết trên thân kiếm bay tán loạn hàng khí ngập tràn thế giới băng tuyết lại một lần nữa buông xuống một người một kiếm một điệu múa sương tuyết gió tuyết bay tán loạn phủ lên khung cảnh ven thiên trì hồ một tầng giáp bạc hàng khí tràn ngập bên trong băng phong tuyết vũ kiếm nhanh chóng hòa làm một thể cùng với gió tuyết bên ngoài ngay tại thời điểm lý thủy đạo đang chuyên tâm tu luyện thái âm ngưng sương kiếm quyết đột nhiên có hai bóng hình xinh đẹp từ dưới núi bay đến một nữ tử tóc đen, mặc váy dài lộ màu đen chính là Hạ Nhược Tuyết, đôi mắt của nàng sáng ngời mà trong suốt, khi nhìn về phía Lý Thủy Đạo, sự sùng bái hoàn toàn không thể che giấu trong ánh mắt. Cúc Mục Cẩm lại mặc một bộ trang phục tu hành màu đen, dáng người cao ngất như kiếm, cử chỉ ưu nhã như âm luật. Hai người lặng lặng đứng ở phía xa, chăm chú nhìn vào Lý Thủy Đạo đang múa kiếm trong gió tuyết. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, kiếm quang như băng tuyết bay múa, muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Trong gió tuyết, kiếm pháp của Lý Thủy Đạo càng ngày càng sắc bén, dưới sự phối hợp của kiếm pháp, thân thể của hắn linh động mà mạnh mẽ, giống như đã hợp thành một thể với kiếm. Kiếm quang lấp lóe, hàng khí ngập tràn, tới cuối cùng, Lý Thủy Đạo cũng kết thúc quá trình luyện kiếm. Hắn ngừng kiếm pháp, mũi kiếm cắm vào trong hồ nước, trong nháy mắt nước hồ đã đóng băng, tạo nên một tầng băng giá trên mặt hồ. Hắn chậm rãi thu hồi thanh kiếm, hàng khí trên thân kiếm dần dần tiêu tán thân thể của hắn cũng lộ ra một loại mệt mỏi xen lẫn với thỏa mãn tràn trề hạ nhược tuyết đi lên phía trước mỉm cười nói với lý thủy đạo phu quân cúc cô nương đến đây lý thủy đạo cười cười với cúc mục cẩm cúc mục cẩm bước lên hành lễ có vẻ cực kỳ khách khí thật có lỗi cúc cô nương từ khi phu quân trở về chàng vẫn một mực cần cù luyện kiếm ở chỗ này một bộ kiếm quyết thượng thừa vậy mà chàng có thể luyện thành chỉ trong bảy ngày ngắn ngủn. Trên mặt hạ nhược tuyết tràn đầy khâm phục nói. Lý thủy đạo nghe vậy, chỉ khẽ thở dài, lắc lắc đầu nói, tuyết nhi, nàng quá khen rồi, dù ta đã luyện thành kiếm pháp, nhưng vẫn chưa thể lĩnh ngộ được kiếm ý, trong khi kiếm ý mới chính là linh hồn của kiếm pháp. Hiện giờ, kiếm quyết của ta chỉ có vẻ ngoài hoa lệ mà không có nội hàm bên trong, không có một chút quy lực gì đáng nói. Cúc Mục Cẩm miễn cười nói, ta có quan sát quá trình đạo hữu thi triển môn kiếm quyết này, chỉ thấy hàng khí bốn phía, băng sương đầy trời, hẳn là một môn sương tuyết kiếm quyết. Trong khi thiên trì hồ này chính là miệng núi lửa, khô nóng không chịu nổi, đạo hữu luyện kiếm ở chỗ này, chỉ sợ cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được kiếm ý gồ. Lý Thủy Đạo lập tức bị những lời nói này gợi lên hứng thú, hắn vội vàng khiêm tốn nói, môn kiếm quyết này của ta chính là Thái âm ngưng sương kiếm quyết, xuất thân từ vân mãn kiếm phái, cũng chính là kiếm quyết loại băng sương và thái âm. Cúc Mục Cẩm gật gật đầu nói, chuyện lĩnh ngộ đao ý, kiếm ý trên thế gian này, cần chú trọng nhất là cơ duyên, khổ luyện cũng khó mà đạt được, dưới tình huống bình thường, hầu hết những tu sĩ khác đều phải lĩnh ngộ chúng trong những hoàn cảnh đặc biệt. Nghe đồn, nếu muốn lĩnh ngộ đao ý của vạn lý cuồng đao quyết, tu sĩ nhất định phải đi vạn dặm đường, nhìn ngắm đại mạc, tìm kiếm thiên nhai, sau khi đi được vạn dặm đường là có thể tự mình giác ngộ mà tu hành kiếm quyết của vân mãn kiếm phái lại có liên quan đến băng tuyết cho nên bọn họ thường sinh sống trên cao sơn tuyết lĩnh môn kiếm quyết này của lý đạo hữu có liên quan đến thái âm và băng sương bởi vậy nơi luyện kiếm tốt nhất hẳn là dưới hàng nguyệt trên đỉnh của tuyết sơn dưới hàng nguyệt trên đỉnh của tuyết sơn lý thủy đạo thì thào tự nói vẻ mặt đầy tán thành gật gật đầu lúc này mới ôm quyền nói đa tạ cúc cô nương chỉ một lời vô tư chỉ giáo lại khiến cho lý mổ bớt đi rất nhiều đường vòng hạ nhược tuyết tiến lên hai bước cầm chặt tay lý thủy đạo khích lệ nói thiên phú tu luyện của phu quân rất cao tuyệt đối là vạn người có một thiếp tin chàng nhất định có thể dễ dàng lĩnh ngộ được thái âm ngưng sương kiếm ý lý thủy đạo cười nhạt một cái sau đó nói với cúc mục cẩm lần này cúc cô nương tới thăm có phải vì nhiệm vụ bật đỏ không cúc cẩm gật gật đầu lại lập tức lấy ba bức thư màu đỏ từ trên người xuống, đưa cho Lý Thủy Đạo, nói, nhiệm vụ của Diệu Âm Các đều có thể từ chối, Lý Đạo Hữu có thể xem nhiệm vụ trước, rồi mới quyết định có nên làm hay không. Chúng ta vào thư phòng lại nói chuyện đi. Lý Thủy Đạo trịnh trọng nói. Trong thư phòng, Lý Thủy Đạo đọc kỹ ba nhiệm vụ bật đỏ trong tay. Nhiệm vụ 1, ám sát Hắc Thủy Hà Triệu Tam Hổ. Cấp bậc nhiệm vụ, bậc đổi thiệu vắng tắt về nhiệm vụ, Triệu Tam Hổ là trưởng lão có thực quyền của triệu gia ở Hắc Thủy Hà, đang quản lý sản nghiệp của gia tộc tại Hắc Thủy Hà. Đồng thời người này cũng là tộc nhân đích truyền của triệu gia. Cái chết của hắn sẽ mang đến một cơn địa chấn cực lớn cho Hắc Thủy Hà. Chi tiết nhiệm vụ, triệu Tam Hổ trời sinh khôn khéo, xảo trá, tu vi đã đến dung linh cảnh trung kỳ, am hiểu, linh hoa trảm lãng kiếm quyết, kiếm thuật cực kỳ cao siêu, lúc ở thông linh cảnh đã xếp hạng trước 20 bên trong địa bảng bên cạnh có mấy thị vệ. Hắn thường xuyên đi tuần tra ở hai bên bờ hắc thủy hà, thường giao chiến với thế lực khác, nhưng hiếm khi bại trận. Phần thưởng nhiệm vụ, 5.000 điểm công huân và 5.000 linh thạch. Nhiệm vụ thứ hai, ám sát độc xà cốc vương băng cấp bậc nhiệm vụ, bậc đổi thiệu vắng tắt nhiệm vụ, vương băng là tộc trưởng của độc xà cốc vương gia, lúc còn trẻ đã xếp hạng thứ 12 trên địa bản, đang nắm giữ lượng lớn tin tức cơ mật hạch tâm của vương gia, cái chết của hắn sẽ làm độc xà cốc rơi vào hỗn loạn cực lớn. Nhiệm vụ cụ thể, Vương Băng Am hiểu xà hình kiếm quyết, từng bái kiến kiếm quyết xà hoàng, được người này đích thân chỉ điểm, sau đó khi trở về gia tộc, được thăng chức tộc trưởng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, độc xà cốc vương gia đã trở thành nhà đứng đầu trong ba đại thế gia tu tiên của độc xà cốc. Phần thưởng nhiệm vụ, 7.000 điểm công huân và 5.000 linh thạch. Nhiệm vụ 3, ám sát thiên hạc cốc chu thừa ảnh. Cấp bậc nhiệm vụ, bậc đổi thiệu vắng tắt về nhiệm vụ, chu thừa ảnh là tộc trưởng chu gia ở thiên hạc cốc, sự tồn tại của hắn làm cho chu gia bấp bên không ổn định, nhưng lại chưa đến mức sụp đổ. Có điều, một khi hắn chết quan chết uổng, chu gia sẽ lập tức sụp đổ. Chi tiết nhiệm vụ, đồng tham của chu thừa ảnh đã sớm chết đi trong chiến đấu, khiến cho mấy năm nay hắn không hề chú tâm tới tu luyện, thực lực đạo Pháp 10 phần không còn một, nhưng người này lại giỏi về giao thiệp, có quan hệ mật thiết với thần một thành Lý Gia. Gia tộc Lý Thị đã phái không ít tộc nhân đến đó, tăng cường thực lực cho Chu Gia, còn có cao thủ thần bí ẩn giấu trong Chu Gia, bảo vệ tính mạng của hắn. Chu Thừa Ảnh dẫn thế lực từ bên ngoài vào, khiến thế cục thiên hạt cốc trở nên cực kỳ phức tạp, phải loại bỏ. Phần thưởng nhiệm vụ, 2.000 điểm công huân và 2.000 linh thạch. Lý Thủy Đạo nhìn danh sách nhiệm vụ, không nhịn được lập tức hỏi đến tột cùng là do ai ủy thác nhiệm vụ tại thiên hạt cốc cúc mục cẩm trả lời từ trước đến nay chuyện điều tra người ủy thác nhiệm vụ luôn là điều cấm kỵ của ám môn huống hồ nhiệm vụ này không phải do diệu âm các thụ lý mà do các tổ chức sát thủ khác thụ lý sau đó thống nhất giao cho ám môn trừ khi là người ủy thác nhiệm vụ của diệu âm các nếu không chúng ta cũng không thể nào tra ra lai lịch của đối phương lý thủy đạo gõ bàn chuyện này không cần điều tra nữa theo ta dự đoán, kẻ kia tuyệt đối là một trong hai gia tộc tu tiên khác ở thiên hạt cốc, thậm chí còn rất có khả năng là một nhà có thực lực mạnh nhất. Đối phương muốn thâu tóm Chu Gia, lại phát hiện Chu Gia và Lý Gia kết minh, lúc này mới nghĩ ra kế hoạch ủy thác sát thủ đi xử lý Chu Thừa Ảnh. Ngươi chuẩn bị nhận nhiệm vụ nào? Cúc Mục Cẩm dò hỏi. Lý Thủy Đạo lại đọc lướt qua ba nhiệm vụ bậc đỏ này thêm một lần nữa, bởi vì đạo lý chọn quả hồng mềm mà nắng, cho nên, chỉ cần nhìn phần thưởng công huân và linh thạch đã có thể phân biệt được độ khó của nhiệm vụ rồi. Chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, quả hồng mềm trong này nhất định là thiên hạt cốc chu gia, nhưng mục tiêu cần phải giết lại chính là lão trượng nhân, cha vợ, của hắn. Chu thừa ảnh là phụ thân của chu hồng linh, đương nhiên người này không thể giết được. Chọn hắc thủy hà đi. Sau một thoáng suy tư, Lý Thủy Đạo quyết định chọn nhiệm vụ bậc đỏ thứ nhất nhưng ngươi nhớ phải cẩn thận ta nghe nói linh hoa trảm lãng kiếm vốn là một môn kiếm quyết ám sát lấy đặc điểm xuất kiếm bí ẩn tốc độ cực nhanh mà nổi tiếng đó vẻ mặt cúc cẩm thoáng hiện một chút nghiêm túc lên tiếng dặn dò đa tạ đã nhắc nhở ta tin tưởng tuyết nhi nhất định sẽ cẩn thận khi làm việc sau khi nói xong lý thủy đạo mới đưa mắt nhìn về phía hạ nhược tuyết hạ nhược tuyết cực gật, gật đầu ý bảo mình đã hiểu vậy ta xin cáo từ tuyết nhi tiễn cô nương một đoạn đường được hạ nhược tuyết mỉm cười đầy rạng rỡ sau khi hai nàng rời đi lý thủy đạo lại nhìn xuống phong thư màu đỏ với nội dung bên trong là nhiệm vụ ám sát chu thừa ảnh thêm một lần nữa vẻ mặt có chút nặng nề đúng vào lúc này cùng phong chợt nổi lên bên ngoài cửa sổ đá lý thủy đạo ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một luồng độn quang màu nước từ chân trời bay tới bay thẳng đến thư phòng tại thạch lâu hắn tin mắt chỉ liếc một cái cũng nhận ra thân phận người này, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Thì ra đối phương là nữ sư phụ trận đạo Lý Minh Nguyệt của hắn. Lý Thủy Đạo vội vàng đứng lên, đi tới nên đón nàng. Lý Minh Nguyệt nhẹ nhàng chui vào cửa sổ. Nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt với những họa tiết theo hoa cực kỳ tinh xảo, tà váy nhẹ nhàng lay động, tinh tế phát họa nên dáng người thước tha, đầy đặn của nàng. Thật hiển nhiên bộ trang phục này đã được người ta tỉ mỉ chuẩn bị sẵn từ trước. Khuôn mặt nàng trắng nõn như ngọc, làn da nhẵn nhụi bóng loáng, hàng chân mày cong cong như trăng non, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời. Dù trong ánh mắt chất chứa đầy ý vị như mang theo cố sự khó bày tỏ ra ngoài, nhưng biểu cảm trên mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Lý Thủy Đạo vội vàng ôm quyền nói, không biết sư phụ đến đây có chuyện gì, ta, Lý Minh Nguyệt đưa mắt nhìn Lý Thủy Đạo, cái miệng há to nhưng tới cuối cùng, nàng lại vội vàng chuyển tầm mắt qua một bên, lúc này mới nói, tộc trưởng tự mình viết cho ngươi một bức thư, còn đặc biệt ra lệnh để ta tới đây, chuyển nó cho ngươi, mà những việc sau đó, ngài cũng dặn dò ta hãy nghe theo ngươi an bài. Dứt lời, Lý Minh Nguyệt lập tức đưa một phong thư cho hắn. Lý Thủy Đạo nhận lấy phong thư, phía trên phong thư này có sát niêm phong, bên trên chỉ có chữ, hồng đây là lá thư đầu tiên Lý Thủy Đạo nhận được từ tân nhiệm tộc trưởng. Hắn trở lại phía trước bàn đọc sách, mở bức thư nọ ra, cẩn thận đọc, thiên trì bảo chủ Lý Thủy Đạo, đọc thư như gặp mặt. Ta đã biết chuyện ngươi xin tam giai linh tài, hỏa độc tinh, việc này đương nhiên gia tộc sẽ chấp thuận, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn thuế má của tông môn, toàn bộ những sản vật của thiên trì bảo đều có thể do ngươi tự mình quyết định, không cần thỉnh cầu gia tộc phê chuẩn, chỉ cần chuyện làm xong, ngươi ghi vào sổ sách là được ngoài ra gia tộc còn có một nhiệm vụ khác cần ngươi phải ra tay gia tộc và chu gia liên minh đã phái một lượng lớn tu sĩ có đồng tham bọ cặp tới chu gia tu luyện lại không ngờ bị an gia nhiều lần nhằm vào mâu thuẫn giữa hai bên đã đạt tới trình độ nguy hiểm khó có thể hòa giải chỉ có thể dùng sinh tử để đối mặt với nhau ngươi hãy nghĩ hết thảy mọi biện pháp để giết chết an nguyên phong tộc trưởng của an gia cũng nghĩ xem nên như thế nào mới có thể làm suy yếu được thế lực của An Gia. An Gia này cao thủ đông đảo, khi An Nguyên Phong còn trẻ đạt đã leo lên hạng 30 trên địa bản, thực lực kinh người. Trận chiến này lấy ngươi và hạ nhược tuyết làm chủ, Lý Minh Nguyệt sẽ phụ tá cho ngươi. Tạo nghệ trận đạo của Lý Minh Nguyệt khá cao thâm, thực lực đã đạt đến dung linh cảnh trung kỳ, nếu ngươi biết cách sử dụng người tài, ta khuyên ngươi hãy bày trận mai phục trước. Một khi kế hoạch thành công, dù đối phương là cao thủ thiên bản, Nhóm các ngươi cũng có thể dễ dàng chém giết. Chuyến đi này, các ngươi nhất định phải cực kỳ bí mật, cực kỳ thận trọng, không thể tiết lộ cho người khác biết được thân phận và mục đích của tộc ta. Các ngươi cần âm thầm hành động, tránh hết thảy mọi sự chú ý không cần thiết. Nếu có thể thành công làm suy yếu thực lực của An gia, gia tộc chúng ta cũng có thể tranh thủ được càng nhiều không gian phát triển hơn nữa. Gia tộc và ngươi cùng tồn tại, hy vọng ba người các ngươi có thể thành công trở về, bất luận xảy ra chuyện gì các ngươi đều là tộc nhân mà ta quý trọng nhất tuyệt đối phải làm việc cẩn thận sau khi xem xong bức thư này liền đốt nó đi tộc trưởng lý gia lý thủy hồng lý thủy đạo liên tục đọc kỹ bức thư này tới hai lần sau đó đặt nó lên ánh nến trực tiếp đốt cháy đi trên phong thư này không hề đề cập đến phần thưởng của nhiệm vụ nhưng đó cũng là chuyện thường tình xét cho cùng tộc nhân ở gia tộc càng đạt tới trình độ quyền cao chức trọng được hưởng càng nhiều tài nguyên của gia tộc thì khi làm nhiệm vụ càng không có ban thưởng chuyện này cũng tương tự như một cổ đông lấy cổ phần và một nhân viên lấy tiền lương ở doanh nghiệp vậy hiện giờ lý thủy đạo chính là đại trưởng lão nắm thực quyền của gia tộc thì đương nhiên trong lúc hắn hưởng thụ lợi ích của gia tộc cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng đối với gia tộc nó chính là chuyện đương nhiên và nhiệm vụ lần này chẳng những hắn phải đi làm thậm chí còn phải làm rất tốt nữa chỉ có như vậy lý thủy đạo mới có thể củng cố địa vị của mình ở trong gia tộc từ đó chiếm được càng nhiều phần lợi ích hơn ngươi định khi nào mới đi chấp hành mệnh lệnh của tộc trưởng lý minh nguyệt nhẹ giọng hỏi gia tộc có yêu cầu gì không lý thủy đạo dò hỏi trong ba tháng không thể kéo dài lý minh nguyệt trịnh trọng nói lý thủy đạo cười nhạt một tiếng không cần quá lâu như vậy trong vòng nửa tháng là đủ rồi dù xử lý nhiệm vụ này càng nhanh càng thể hiện được năng lực của ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận không thể lỗ mãn lý minh nguyệt nhắc nhở sư phụ cứ yên tâm đi lý thủy đạo mỉm cười gật đầu nhưng đúng vào lúc này từ ngoài thư phòng lại truyền đến tiếng bước chân tinh tế người tới chính là hạ nhược tuyết chuyện là khi nãy trong lúc tiễn cúc cẩm mục trời đi đột nhiên nàng lại nhìn thấy một luồng độn quang bay về phía thư phòng trong lòng lo lắng là kẻ thù từ bên ngoài tới đột kích liền vội vàng cáo biệt cúc mục cẩm vội vàng quay trở về thư phòng hạ nhược tuyết đẩy cửa thư phòng ra nhìn thấy lý thủy đạo đang ngồi trầm tư trước bàn đọc sách cùng với lý minh nguyệt đứng ở một bên trên mặt có chút sững sờ sau đó lúng túng cười nói hóa ra là lý sư phụ đến chắc hẳn ngươi có chuyện quan trọng cần thương lượng với phu quân ta tiện thiếp sẽ rời đi ngay hạ cô nương chậm đã Lý Minh Nguyệt giơ tay lên nói, tộc trưởng đã nói cho ta biết chuyện của ngươi rồi. Hiện giờ gia tộc có nhiệm vụ quan trọng cần ba người chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Ngươi cũng ở lại thương nghị cùng chúng ta đi. Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Đạo gật gật đầu ý bảo, mọi chuyện đúng là như thế. Hai vị chờ một chút, ta ra ngoài phân phó thị vệ đi xa một chút. Vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết chợt biến đổi, khí chất đột nhiên chuyển thành hung hãn giống như một con báo cái đang ngủ đông vừa thức tỉnh lý thủy đạo lại gật đầu hạ nhược tuyết lập tức đóng cửa rời đi một lát sau ba người tề tụ trong thư phòng lý thủy đạo nhỏ giọng nói về nhiệm vụ vừa được tộc trưởng bố trí hạ nhược tuyết nghe xong trên mặt có chút hưng phấn chỉ cần thực hiện nhiệm vụ giết chóc nàng đều có thể nhận được huyết thực sẽ khiến cho tu vi của nàng tăng lên nhanh chóng có bản đồ của thiên hạt cốc không lý thủy đạo dò hỏi hẳn là chu hồng linh có dường như nàng khá quen thuộc đối với những gia tộc tu tiên trong thiên hạt cốc này có muốn mời nàng tới cùng nhau thương nghị một chút hay không hạ nhược tuyết nheo mắt lại khẽ nói lý thủy đạo lắc lắc đầu nói không nên để quá nhiều người biết được chuyện này nàng đi mượn địa đồ của chu hồng linh là được những chuyện khác không cần phải nói hạ nhược tuyết cực cực đầu nhưng đúng vào lúc nàng đang muốn đứng dậy hạ cô nương chậm đã ta có bản đồ lý minh nguyệt chật lên tiếng rồi vỗ một cái vào túi trữ vật lấy bản đồ của thiên hạt cốc ra. Nàng trải bản đồ của thiên hạt cốc lên bàn đọc sách, đây là bản đồ phân bố thế lực của ba đại thế gia tu tiên. An gia nằm ở vị trí này. Còn chỗ này là chu gia và đường gia, bọn họ có xu thế đối đầu với nhau, mỗi một gia tộc đều có một lối ra bên ngoài cho riêng mình. Mà trung tâm hẻm núi ấy lại có rất nhiều bọ cạp yêu qua lại, linh cơ khá là nồng đậm, Lý Minh Nguyệt cẩn thận giới thiệu từng điểm quan trọng trên bản đồ, Lý Thủy Đạo nghe đến nhập thần, trên tay cầm chiếc quạt xếp lập tức rơi vào trầm tư trong đầu hồi tưởng lại trận chiến trộm kho báu của tiết gia vừa phát sinh gần nửa tháng trước lúc ấy chỉ có hai người hắn và hạ nhược tuyết cùng tham dự nếu có thêm một người cũng như kết hợp với một môn trận pháp lợi hại khẳng định là trận chiến lần đó bọn họ không chỉ thành công trộm lấy bảo vật còn có thể đánh cho tiết gia thương tích đầy mình suy tư một lúc lâu cuối cùng lý thủy đạo cũng nghĩ một kế hoạch tường tận ta có một kế hoạch đủ sức phá hủy an gia ta và Hạ Nhược Tuyết sẽ hóa trang thành người hầu của An Gia, lẻn vào từ đường, sau đó cho một mồi lửa, đốt cháy bài vị tổ tông của An Gia rồi bỏ trốn. Cao thủ An Gia tất sẽ phẫn nộ công tâm, cùng nhau đuổi theo. Đến lúc đó, chúng ta thiết lập trận pháp ở bên ngoài, một lưới bắt hết. Lý Thủy Đạo nói ra kế hoạch của mình. Lý Minh Nguyệt nghe xong, lập tức lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng có chút khó tin hỏi, các ngươi có thể hóa trang thành hạ nhân sau đó lẻn vào từ đường của an gia phóng hỏa thật sao lý thủy đạo tự tin cười nói buổi tối đi chuyện này rất dễ dàng các ngươi không sợ đụng phải đội ngũ tuần tra của an gia không sợ đúng lúc mình đột nhập vào thì từ đường đang cử hành lễ tế tự rồi gặp phải nhóm cao tầng của an gia sao lý minh nguyệt dò hỏi chuyện này người không cần phải lo lắng chúng ta sẽ dò xét và nắm chắc lộ tuyến cùng với thời gian tuần tra của an gia trước sau đó mới hành động, sẽ không bị phát hiện đâu." Lý Thủy Đạo lại giải thích, "Làm sao để nắm chắc chúng từ trước?" Lý Minh Nguyệt tiếp tục hỏi. Lý Thủy Đạo thầm nghĩ, đương nhiên là dùng pháp thuật huyễn hóa mê hồn của Hạ Nhược Tuyết rồi. Nhưng ngoài miệng, hắn lại giải thích, "Chúng ta có thể mua chuộc hạ nhân chân chính của An gia." Hắn cũng không định tùy ý tiết lộ thần thông của Hạ Nhược Tuyết. "Có thể mua chuộc được ư?" Lý Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Dưới tình huống bình thường, hạ nhân của gia tộc tu tiên đều cực kỳ trung thành, rất ít khi nghe thấy chuyện bọn họ phản bội. Xét cho cùng, kết cục bọn họ phải nhận khi phản bội chủ nhân chính là cả nhà bị xử lý mà. Phải biết rằng, các đại tông môn tiến hành chế độ tội liên đới đối với các gia tộc tu tiên phụ thuộc, thì các gia tộc tu tiên cũng đặt ra chế độ liên đới đối với nhóm phạm nhân trong gia tộc của mình. Một người phản bội sẽ bị giết cả nhà làm sao những người kia có thể vì một chút lợi ích mà phản bội được yên tâm tiền có thể xui khiến được ma quỷ lý thủy đạo tiếp tục giải thích lý minh nguyệt vẫn lo lắng hỏi làm như vậy liệu có mạo hiểm quá không các ngươi không sợ rơi vào bẫy rập bị đối phương bao vây ư lý thủy đạo mở miệng trấn an sư phụ người cứ yên tâm đi nói nữa người lẻn vào an gia là ta và tuyết nhi người chỉ cần ở bên ngoài bày trận tiếp ứng cho chúng ta sau đó lại dùng trận pháp đánh trọng thương cao thủ của an gia là được nghe vậy lý minh nguyệt chỉ có thể gật đầu dù trong lòng vẫn lo lắng không yên ta sẽ dẫn toàn bộ đám cao thủ của an gia đi tới người chuẩn bị dùng loại trận pháp gì tới bắt gọn bọn họ đến đây vẻ mặt lý thủy đạo chuyển thành nghiêm túc vô cùng lý minh nguyệt suy tư một lát sau đó chỉ vào một cái sơn cốc nằm chính giữa bản đồ vẻ mặt đầy tự tin nói nơi này là trung tâm của thiên hạt cốc có linh mạch. Chúng ta có thể bố trí một tòa cửu long tuyệt sát đại trận ở đây, mượn dùng linh khí của Sơn Hà địa mạch, chỉ cần chút ít linh thạch là có thể thúc giục được lực lượng hùng hậu của trận pháp rồi. Tới khi ấy, không cần biết ngươi dẫn bao nhiêu người đi đến, ta đều có thể một lưới bắt hết bọn chúng. Chạy vào trong sơn cốc. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, cực kỳ không ổn. Nào có tên trộm nào sau khi lấy cấp đồ xong lại chạy thẳng vào ngõ cục như vậy người an gia vừa nhìn đã biết đây là cạm bẫy rồi bọn họ sẽ không chạy vào đâu lý minh nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên không phải ngươi vừa nói mình sẽ đốt từ đường của người ta ư sao lại biến thành trộm đồ rồi lý thủy đạo cười hắc hắc người không cần lo về chuyện dẫn rắn ra khỏi hang chỉ cần bố trí trận pháp là được ta đề nghị nên bố trí trận pháp ở bên ngoài nói đến đây lý thủy đạo trực tiếp dùng quạt lông chọc vào bản đồ sau đó chỉ thẳng vào một vị trí ở bên ngoài hẻm núi lý minh nguyệt trầm tư một lát mới nói nơi đó địa thế rộng rãi không có linh mạch không thể mượn dùng địa lợi có thể tạm thời bày trận nhưng uy lực của trận pháp không mạnh không thể vây khốn quá nhiều cao thủ lý thủy đạo cười nói vậy thì dùng linh thạch thiên trì bảo có bao nhiêu linh thạch trung phẩm người cứ dùng bấy nhiêu hạ nhược tuyết và người cùng nhau động thủ ma công của nàng uy lực lớn vô cùng chỉ cần kẻ địch bị nhốt trong trận pháp, không thể thoát đi, tất sẽ bị nàng nhanh chóng chém giết. Lý Minh Nguyệt suy tư một lát mới nói, được, ta sẽ bố trí lưu thủy huyễn ảnh trận. Trận này có hiệu quả vây địch rất mạnh, còn là một loại ảo trận lợi hại, vừa vây khốn địch nhân lại có thể mê hoặc bọn họ, chẳng qua sát phạt không đủ mà thôi. Ánh mắt hạ nhược tuyết lóe lên hồng quang nói, sát phạt cứ giao cho ta, Lý Minh Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý nàng lại nói, ta chỉ cần 8 viên trung phẩm thủy linh thạch cùng với 800 viên hạ phẩm thủy linh thạch là có thể bố trí được trận này. Lý Thủy Đạo suy tư một lát lại nói, mọi việc đều phải suy tính cẩn thận, lo trước khỏi họa, người lại bố trí thêm một tòa trận pháp dự bị, nếu lưu thủy huyện ảnh trận bị phá, chúng ta sẽ đi đến trận pháp kế tiếp. Tác dụng lớn nhất của trận này không phải là diệt địch, mà là trợ giúp chúng ta rời đi. Lý Minh Nguyệt âm thầm gật đầu, tâm tư của Lý Thủy Đạo này thật kín đáo. Nàng lập tức nói, ta sẽ bố trí thêm một tòa ngũ hành vụ ảnh trận nữa, nếu chúng ta thật sự gặp phải cường địch, có nguy hiểm đến tính mạng, cứ lui vào bên trong ngũ hành vụ ẩn trận, một khi đại trận được kích hoạt, một mảnh sương trắng sẽ lan tràn tới mấy chục dặm, đủ để chúng ta lặng yên thoát đi. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói, ừm, rất tốt. Hai người lại thương lượng một chút chi tiết trước, ta đi hỏi thăm tin tức từ phía Chu Hồng Linh đêm nay chúng ta sẽ xuất phát ngày mai đi thăm dò địa hình bố trí trận pháp tìm hiểu tin tức tối hôm sau sẽ động thủ lý minh nguyệt nhíu mày hỏi gấp gáp như vậy đã quyết định động thủ rồi sao lý thủy đạo cười nhạt một tiếng hết cách rồi ta có quá nhiều chuyện cần làm chỉ có thể nắm chắc thời gian mà triển khai thôi hạ nhược tuyết che miệng cười một tiếng dường như có chút tán đồng với lời nói của lý thủy đạo Lý Minh Nguyệt thì không rõ ràng cho lắm. Nàng đâu có biết trên tay Hạ Nhược Tuyết vẫn còn một nhiệm vụ sát thủ bậc đỏ cần nhanh chóng triển khai nữa, địa hình của thiên hạc cốc có dạng một chữ, nhân, viết hoa, trong hẻm núi có ba lối ra, lần lượt bị ba đại thế gia tu tiên là, an, chu, đường, chiếm cứ. Tại vị trí trung tâm của hẻm núi có một cái khe sâu không thấy đấy. Tuy linh khí ở nơi này tương đối dồi dào, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ loại tài nguyên đặc thù nào, được cái, loại hoàn cảnh đặc thù ấy lại cực kỳ thích hợp để độc hạt tu luyện. Bởi vậy, đối với tu sĩ có đồng tham độc hạt, nơi này chính là địa điểm cực kỳ lý tưởng để gia tăng công pháp, có thể nói, bản thân khe sâu ấy đã chính là một loại tài nguyên thượng đẳng rồi. Vào ban đêm, Lý Thủy Đạo, Hạ Nhược Tuyết và Lý Minh Nguyệt trực tiếp xuất phát từ Thiên Trì Bảo, mỗi người đều vận dụng một loại phương pháp phi động khác nhau. Lý Thủy Đạo và Lý Minh Nguyệt lựa chọn phi hành trên không trung, trong khi hạ nhược tuyết lại hóa thành một luồng huyết quang bay là là sát mặt đất, đi xuyên qua rừng rậm rạp, lặng lẽ tiến lên. Trời còn chưa sáng, ba người đã tới thiên hạt cốc. Bọn họ dành trọn một đêm đi thăm dò địa hình, sau đó xác định địa điểm mai phục tại một sơn cốc bí ẩn. Trong sơn cốc, nước chảy róc rách, thảm thực vật rậm rạp tốt tươi sau khi trời sáng, một mình hạ nhược tuyết đi tới An Gia Bảo tìm hiểu tin tức. Nàng cần xác định lộ tuyến tuần phòng, thời gian giao ban của tu sĩ An Gia, cùng với tin tức về từ đường của gia tộc bọn họ, cũng như sắp tới an gia này có cử hành tế tự hay không, thậm chí cả phương pháp cụ thể để trà trộn vào an gia nữa, những chuyện này khá chi tiết và tường tận, nhưng đều là những tin tức mà nhóm thị nữ phàm nhân của an gia có thể biết được, và pháp thuật huyễn hóa mê hồn hoàn toàn có thể làm bọn họ phun ra hết thảy những gì mình biết. Còn Lý Thủy Đạo và Lý Minh Nguyệt ở lại trong sơn cốc, bắt đầu bố trí trận pháp. Chỉ thấy Lý Minh Nguyệt lấy ra một mảnh lụa, phía trên vẽ trận đồ tinh xảo, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tấm lụa bắt đầu giảng giải cho lý thủy đạo nghe về phương pháp bố trận cùng với trận lý của lưu thủy huyễn ảnh trận lý thủy đạo chỉ nghe một chút đã hiểu thông hiển nhiên tạo nghệ trận đạo của hắn đã vượt ngoài dự đoán của lý minh nguyệt sau khi thỏa thuận xong lý minh nguyệt giao cho lý thủy đạo một bó trận kỳ trực tiếp buông tay để hắn đi bày trận lý thủy đạo cầm bó trận kỳ có phong cách cổ xưa nọ trong tay nhanh chóng đi cắm mỗi một cây trận kỳ xuống vị trí đã được đánh dấu trên trận đồ sau một lát trong sơn cốc đã cắm đầy trận kỳ cũng may địa thế mà bọn họ lựa chọn tương đối bí mật nếu đây là một khu đất trống tương đối rộng mở chỉ e người khác vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra bọn họ đang bày trận mai phục ở chỗ này rồi sau khi lý thủy đạo cắm xong trận kỳ lý minh nguyệt đi tới kiểm tra sơ bộ một phen chỉ thấy nàng liên tiếp gật đầu khen không dứt miệng kiểm tra xong lý minh nguyệt lại lấy từ trong túi trữ vật ra một sợi pháp tuyến bằng ngọc dài và một cái trận bàn ngay sau đó nàng lập tức phi độn tới khắp nơi trong sơn cốc thân thể linh hoạt giống như một con tinh linh nhẹ nhàng bay múa sợi pháp tuyến bằng ngọc xuyên qua mỗi một cây trận kỳ tới cuối cùng mới dừng lại trên một cái trận bàn trận bàn này chính là phần hạch tâm mấu chốt của lưu thủy huyền ảnh trận bọn họ có thể bố trí thành công loại trận pháp lâm thời này trong một hoặc hai ngày ngắn ngủi hay không toàn bộ đều dựa vào cái trận bàn này trên thực tế nếu dùng trận đồ và pháp khí trận đạo bọn họ có thể hoàn thành quá trình này nhanh hơn là dùng loại khí cụ bày trận như trận bàn lấy ví dụ như tàn kiếm băng liên trong tay lý thủy đạo chẳng hạn nó có thể vây khốn kẻ địch vào trong kiếm trận rồi giết chết chỉ trong nháy mắt nhưng pháp khí trận đạo cần tiêu hao pháp lực của bản thân người sử dụng bởi vậy luận về uy lực thì nó là yếu nhất loại có uy lực hơi mạnh hơn một chút là trận pháp lâm thời dùng trận bàn bố trí thứ nó tiêu hao chính là linh lực ẩn chứa bến trong linh thạch còn loại có uy lực mạnh nhất đương nhiên là trận pháp vĩnh cửu được bố trí dựa vào địa thế núi sông và mượn dùng linh mạch bởi vậy thứ thúc đẩy trận pháp chính là uy lực của thiên địa muốn lấy lực phá trận cũng đồng nghĩa với đang đối kháng với thiên địa lý minh nguyệt nắm một cái trận bàn được làm bằng bạc trong tay trực tiếp khảm linh thạch lên trên, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết. Một mảnh linh quang nhanh chóng lưu chuyển trong sơn cốc, ngay sau đó, tất cả trận kỳ đều giấu kín đi, hoàn toàn biến mất trước mắt hai người. Lý Thủy Đạo và Lý Minh Nguyệt liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy niềm vui sướng vì đã bày trận thành công trong mắt đối phương. Lý Minh Nguyệt lại thúc giục trận pháp, một luồng linh quang chớp động, linh khí nhẹ nhàng lưu động thông suốt qua những tiết điểm. Rất nhanh, bóng dáng bọn họ đã bị lưu thủy huyễn ảnh trận vây quanh lập tức biến mất trong ảo trận sau khi bố trí lưu thủy huyễn ảnh trận thành công bọn họ lại bắt đầu bố trí ngũ hành vụ ẩn trận lý minh nguyệt lập tức lấy ra một phiến đá bằng mã não mặt trên có khắc đồ án ngũ hành đây chính là trận bàn của ngũ hành vụ ẩn trận ngũ hành vụ ẩn trận được bố trí bên ngoài sơn cốc một khi kích phát nó sẽ phun ra lượng lớn sương trắng biến thành một mảnh sương mù bao phủ phạm vi 10 dặm xung quanh khu núi rừng này. Hai người dùng tới hai ngày một đêm mới hoàn toàn bố trí xong hai loại trận pháp này. Lúc ấy đã là chạng vạn tối, Hạ Nhược Tuyết vừa trở về, nàng khẽ gật đầu với Lý Thủy Đạo, nói, đêm nay có thể hành động. Không bằng ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi, ngươi đã quá mệt mỏi rồi. Lý Minh Nguyệt nhìn Lý Thủy Đạo với vẻ mặt quan tâm nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu, cần rèn sắt khi còn nóng, huống chi hai loại trận pháp này chỉ là trận pháp tạm thời kéo dài càng lâu càng dễ xảy ra vấn đề chúng ta phải hành động ngay trong đêm nay sau đó hai người lý thủy đạo lập tức hóa thành hai luồng động quang lặng yên rời đi gần đến vị trí an gia bảo hạ nhược tuyết lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục của hạ nhân đã chuẩn bị sẵn từ trước hai người nhanh chóng thay y phục hạ nhược tuyết mặc một bộ đồ của nha hoàng trong khi lý thủy đạo hóa trang thành một tiểu tư Hai người nghênh ngang xông vào An Gia Bảo, thị vệ đang canh gác bên ngoài An Gia Bảo dễ dàng để cho hai người tiến vào, dường như bọn họ vốn là người hầu của An Gia Bảo vậy. Đêm khuya, Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết xông vào từ đường không một bóng người của An Gia. Dựa vào kinh nghiệm phong phú, Lý Thủy Đạo không tốn chút sức nào mà tìm được tàn bảo thất của An Gia. Trong căn phòng với bốn phía xung quanh đều bị bịt kín, trên một vách tường bóng loáng được khảm một chiếc bát quái tỏa bằng đồng xanh. Phu quân, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Hạ Nhược Tuyết nhíp lại gần Lý Thủy Đạo, nhỏ giọng dò hỏi. Lý Thủy Đạo mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, dựa theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ thử mở bát quái tỏa, sau khi tùy tiện lấy đi một món bảo vật, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Hạ Nhược Tuyết cực cực đầu. Nàng biết trình độ mở khóa của Lý Thủy Đạo vẫn đang tinh tiến, càng ngày càng cao thâm hơn. Dưới tình huống bình thường, Hắn mở khóa sẽ không làm kích hoạt khốn trận, nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền được vạn năm, một khi khốn trận bị kích phát, nàng sẽ phụ trách giải cứu lý thủy đạo ngay lập tức, bởi vì tình huống lúc đó sẽ trở nên tương đối nguy hiểm. Phu quân, vậy chàng cẩn thận nhé. Hạ nhược tuyết đi ra bên ngoài mật thất, hơi có chút khẩn trương, đứng chờ đợi luồng hồng quang ngút trời phóng lên, nhưng chờ mãi chờ mãi mà một chút động tĩnh cũng không có, một lát sau, lý thủy đạo bước ra khỏi mật thất, vẻ mặt có chút quái lạ hạ nhược tuyết không nhịn được vội vàng mở miệng hỏi phu quân làm sao vậy lý thủy đạo nhẹ nhàng đáp lại với vẻ cực kỳ khó tin ta đoán đúng chìa khóa rồi bác quái tỏa đã được mở bây giờ chúng ta có thể đi vào lựa chọn bảo vật a à, hạ nhược tuyết cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc cứ như vậy hai người lại một lần nữa tiến vào mật thất trên vách tường mật thất có một cánh cửa trận pháp đã được mở ra xuyên qua cánh cửa này có thể nhìn thấy tàn bảo thất của An Gia. Nàng xem đang dược, ta xem công pháp ngọc sách. Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết không có ý kiến, bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn những loại đang dược được cất giấu trên ngăn tủ, Lý Thủy Đạo lại lấy ra từng quyển công pháp, chọn lựa những cuốn mà bản thân cảm thấy hữu dụng. Sau một nén nhang, Hạ Nhược Tuyết tỉ mỉ tìm kiếm bảo vật trong bảo khố, đã chọn được ba viên, âm dương hóa linh đan, trị giá một vạn năm ngàn linh thạch, hai mươi hạt, thanh liên đan, trị giá một vạn bốn ngàn linh thạch, cùng với bốn bình, thanh một trường sinh đan, trị giá bảy ngàn linh thạch, chỉ tính riêng nhóm đan dược này đã có tổng giá trị là ba vạn linh thạch rồi. Nàng cẩn thận thu những viên đan dược trân quý này vào trong túi. Cùng thời điểm ấy, Lý Thủy Đạo chỉ mới lật xem được một nửa số sách ở nơi này mà thôi, trước mắt vẫn rất nhiều sách ngọc. Bởi vậy hắn lập tức đưa ra một quyết định cực kỳ đơn giản, đó là trực tiếp đóng gói tất cả lại, sau khi về đến nhà lại chậm rãi lật xem sao. Phu quân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Lý Thủy Đạo trầm tư một lát mới nói, khẳng định là tối nay hai người chúng ta không thể mang đi toàn bộ bảo khố được. Hiện giờ cứ lựa chọn luyện hóa vài món pháp khí trân quý nhất trong này rồi lấy đi. Hạ Nhược Tuyết hưng phấn gật gật đầu. Loại cảm giác được chọn lựa này thật tuyệt hai người bắt đầu luyện hóa pháp khí, khiến cho linh quang màu xám bạc và đỏ như máu không ngừng chớp động trong bảo khố, lựa chọn đầu tiên của Lý Thủy Đạo chính là một tấm thuẫn. Vừa hay hắn đang thiếu một món pháp khí phòng ngự, mà pháp khí phòng ngự lại là thứ tương đối thưa thớt trong tu chân giới. Tấm thuẫn bài này được luyện chế từ kim loại hiếm, trên mặt thuẫn có khắc đồ án hình bọ cạp tinh xảo, tản ra một luồng khí tức thần bí. Thượng phẩm pháp khí, kim hạt thuẫn Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve tấm thuẫn, cảm nhận được linh khí đang ẩn chứa bên trong. Tâm niệm hắn vừa động, tấm thuẫn lập tức hóa thành một luồng kim quang, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ bằng một bàn tay, bị Lý Thủy Đạo dễ dàng thu vào trong túi trữ vật. Hạ Nhược Tuyết lại chọn lựa một kiện pháp khí phi hành duy nhất ở đây, rồi luyện hóa nó. Nó là một kiện pháp y, đồng thời cũng là một kiện pháp khí phi hành, tên là Phượng Vũ Hà Bí. Vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết đầy mừng rỡ, nàng lập tức mặc phượng vũ hà bí lên người tâm niệm vừa động một đôi cánh chim có năm màu rực rỡ lập tức mở ra sau lưng tận tình để lộ một phần quang mang huyễn lệ phải biết rằng ngay cả một tiểu tu thông linh cảnh sau khi mặc phượng vũ hà bí lên người cũng có thể mượn dùng lực lượng của nó để tự do phi hành trên không trung và nhanh chóng xuyên thẳng về phía chân trời còn hạ nhược tuyết sau khi nàng mặc vào chẳng những có thể mượn dùng lực lượng của nó để phi hành còn có thể che giấu huyết ma độn quan của bản thân, từ giờ không cần phải bay xuyên qua rừng rậm, tận lực che giấu huyết sắc độn quan của mình nữa. Ngoại trừ tấm thuẫn và kiện phi hành pháp khí, ở nơi này vẫn còn những món thượng phẩm pháp khí trân quý khác, đang chờ hai người luyện hóa từng cái một, kiện thượng phẩm pháp khí thứ ba, hắc liên ma kiếm. Thân kiếm có màu đen kịt, trên lưỡi có khắc những đường hoa văn thần bí. Thanh kiếm này tản ra khí tức tà ác, có thể phóng ra lực lượng hắc ám, kiện thượng phẩm pháp khí thứ tư kim hạt cự tiễn đây là một cái kéo thật lớn lưỡi kéo lóe lên một luồng quang mang màu vàng sở trường của nó chính là phá hư pháp khí của địch nhân sau khi bị luyện hóa cũng nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ lớn bằng bàn tay có thể dễ dàng nhét vào túi trữ vật kiện thượng phẩm pháp khí thứ năm kim hạt vĩ trường cung thân cung được chế tạo từ kim loại cứng tỏi trong khi dây cung được bệnh từ tơ tầm của xích ngọc tri chu trên trường cung có khắc đồ án kim hạt, khiến cho mũi tên được bắn ra có mang theo thương tổn thuộc tính kim, chuẩn xác vô cùng, có thể dễ dàng bắn xuyên qua tầng phòng ngự của địch nhân. Kiện thượng phẩm pháp khí thứ 6, kim hạt độc tiêu X12. Đây là pháp khí thành bộ vô cùng hiếm có, mỗi một cái độc tiêu đều tương đối độc lập, nhưng lại hòa hợp làm một thể. Vật này có dịu dụng vô cùng đối với những tu sĩ giỏi về độc tiêu. Phu quân, đựng không nổi, hay là hay là ngày mai chúng ta lại đến đi. Hạ Nhược Tuyết lên tiếng đề nghị, nàng nhìn túi trữ vật chứa đầy pháp khí và bảo vật của mình mà trong lòng thực sự không biết nên làm sao. Lý Thủy Đạo đang chăm chú nhìn vào đống sách vỡ trên giá sách. Trên giá còn đặt rất nhiều đan dược, trong đó không thiếu những loại đan dược hồi khí và chữa thương vô cùng trân quý, thậm chí còn có ngọc hành đang xếp thành một loạt. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh có đặt hơn 10 thanh pháp khí trung phẩm, chúng đang lóe lên những luồng hào quang mê người. Mấu chốt là bên trong tàn bảo thất vẫn còn mấy cái rương gỗ lớn, bên trong chất đầy linh thạch. Lý Thủy Đạo liếm liếm bờ môi, khẽ nói, được, chờ ta bố trí một chút đã, đêm mai chúng ta lại tiếp tục. Buổi tối, An Gia Bảo sẽ thực thi lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Cũng không phải chỉ nơi này cấm như vậy, cả thiên trì bảo lẫn Lý Phủ đều có lệnh cấm tương tự, hoặc là bất kỳ một trụ sở của gia tộc Tu Tiên nào cũng thế, vào buổi tối bọn họ đều sẽ giới nghiêm, chỉ có ba ngày mới có thể tự do ra vào. Bởi vậy, nếu Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết muốn rời đi vào buổi tối, kiểu gì cũng phải dùng đến độn quang, nhưng một khi độn quang vừa xuất hiện, hành tung của hai người sẽ bại lộ trong nháy mắt. Kế tiếp chính là cao thủ của An gia đổ dùng tới, chiến đấu truy đuổi, dù sao hai người bọn họ cũng không có năng lực ẩn thân khi phi hành, nếu muốn trực tiếp xông ra, tất sẽ bị nhóm thị vệ tuần tra ban đêm ở đầu tường phát hiện. Bởi vậy một đêm chỉ có thể tới trộn một lần, không thể chuyển sạch chỉ trong vòng một đêm được. Sau khi hai người rời khỏi tàn bảo khố, Lý Thủy Đạo bắt đầu dựng hiện trường giả. Phương pháp dựng hiện trường giả của hắn rất đơn giản, chính là một lần nữa đóng cửa bảo khố, một lần nữa khóa bát quái tỏa, sau đó thay đổi chìa khóa, một lần nữa thiết lập chìa khóa mới. Loại chìa khóa này vô cùng phức tạp, và ngoại trừ Lý Thủy Đạo, không một ai có thể nhớ được. Một khi tu sĩ An Gia muốn dùng chìa khóa ban đầu tới mở mật khố của gia tộc, khẳng định bọn họ sẽ dùng sai, chìa khóa mà sai chìa khóa đương nhiên tu sĩ an gia kia sẽ bị trận pháp của bác quái tỏa nhà mình vây khốn đồng thời tín hiệu cảnh báo hồng quang sẽ phóng lên tận trời bởi vậy có thể suy ra một chuỗi logic như sau nếu tín hiệu cảnh báo hồng quang xuất hiện bằng tu sĩ an gia phát hiện ra tàn bảo khố đã bị trộm tín hiệu cảnh báo hồng quang chưa xuất hiện bằng tu sĩ an gia còn chưa phát hiện hết thảy đều bình yên vô sự chỉ cần tín hiệu cảnh báo hồng quang không xuất hiện nghĩa là Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết có thể liên tục ra vào từ đường, cướp sạch tàn bảo khố của An Gia. Thông thường, tàn bảo khố của gia tộc cũng không được sử dụng quá mức thường xuyên, thường là cuối tháng sau khi thanh toán sổ sách, sau khi phòng thu chi thẩm tra đối chiếu toàn bộ các khoản mục thu chi, lại ký tên vào, bọn họ mới có thể chuyển phần linh thạch còn dư vào tàn bảo khố của gia tộc. Có đôi khi để tránh phiền toái, rất có thể bọn họ sẽ kết toán một năm một lần. Đương nhiên, thi thoảng cũng có nhân vật trọng yếu của gia tộc cần lấy bảo vật bên trong ra dùng, đối phương cũng sẽ mở ra tàn bảo khố của gia tộc, nhưng thời gian này lại khó mà đoán chắc được, tóm lại là không một gia tộc nào sẽ mở tàn bảo khố thường xuyên đến mức một ngày tới mở một lần. Bởi vậy, Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết hoàn toàn có cơ hội và thời gian để tới dọn sạch toàn bộ tàn bảo khố của An Gia. Lý Minh Nguyệt Mai Phục tại Sơn Cốc, đang khoanh chân ngồi trong trận Pháp. Trước mặt nàng là một cái trận bàn màu bạc mỗi lần trước khi đại chiến nàng đều tĩnh tọa biến nghiệp hô hấp của mình trở nên có quy luật như vậy bởi vì chỉ làm như thế nàng mới có thể bình phục được tâm trạng nôn nóng của mình từ đó phát huy được toàn bộ thực lực trong lúc chiến đấu dựa theo kế hoạch của lý thủy đạo hắn sẽ dẫn dụ tất cả nhóm cao thủ dung linh cảnh của an gia đến đây lúc ấy ở nơi này chắc chắn sẽ bùng nổ một hồi đại chiến nàng cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho hồi đại chiến đó không biết thời gian đã trôi qua bao lâu đột nhiên lý minh nguyệt mở to mắt phía chân trời đã xuất hiện một mảnh trắng bạc trời sáng rồi nhưng lý thủy đạo và hạ nhược tuyết còn chưa trở về trong lòng lý minh nguyệt tràn đầy lo lắng nàng tưởng tượng đến tình cảnh hai người bọn họ đang bị vây khốn ở an gia bảo khiến cho nỗi lo lắng trong lòng không sao bình ổn được thậm chí khi nghĩ tới thiếu niên kia bị vây công ở an gia bảo trong hốc mắt nàng còn lấp lánh lệ quang thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi giây mỗi phút đều khiến tâm tình của Lý Minh Nguyệt càng thêm rầu rĩ, tràn ngập lo âu. Nàng đã đứng ngồi không yên rồi, đột nhiên, có hai luồng động quang từ phía xa xa bay tới, tim Lý Minh Nguyệt đập mạnh, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào hai luồng quang mang ấy. Là Lý Thủy Đạo, Lý Minh Nguyệt lập tức mừng rỡ như điên. Nhưng một luồng động quang khác là ai, theo những gì nàng quan sát thấy, thì từ phía chân trời xa xa đang có hai luồng động quang bay đến một luồng màu xám bạc rõ ràng là động quan của lý thủy đạo nhưng một luồng động quan khác lại lộ ra ánh sáng năm màu làm nàng cảm thấy vô cùng lạ lẫm chẳng lẽ là địch nhân khóe miệng lý minh nguyệt khẽ cong lên để lộ ra một tia trào phúng trong lòng âm thầm nói lúc trước còn nói mình muốn làm ra động tĩnh thật lớn sau đó dẫn dắt toàn bộ cao thủ của an gia tới đây kết quả là làm cả đêm chỉ có thể dẫn một người tới nhưng hai luồng động quan nọ càng tới gần lý minh nguyệt càng cảm thấy tình huống này không thích hợp bởi vì hai luồng độn quan ấy vốn không phải đang truy đuổi nhau mà là song song bay tới khi độn quan bay tới đủ gần lý minh nguyệt mới kinh ngạc phát hiện người ở bên trong luồng độn quan năm màu rực rỡ nọ vốn không phải địch nhân mà là hạ nhược tuyết không phải độn quan của ngươi có màu máu sao sao ngươi lại có một kiện pháp y phi hành năm màu rực rỡ như vậy lý minh nguyệt nhìn phượng vũ hà bí trên người hạ nhược tuyết vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hạ Nhược Tuyết mỉm cười, cũng không biết nên giải thích như thế nào, nhưng từ biểu cảm trên mặt, cũng có thể nhìn ra nàng đang cực kỳ đắc ý. Lý Thủy Đạo mỉm cười nói, đây là pháp khí ta tặng cho nương tử. Lý Đạo hữu, người cũng vất vả rồi, cái này là cho người đấy. Nói xong, Lý Thủy Đạo lập tức lấy một bình ngọc từ trên người xuống, trực tiếp vứt nó về phía Lý Minh Nguyệt. Lý Minh Nguyệt mở ra xem, chợt phát hiện bên trong có năm viên thanh liên đan, giá trị chừng 3.500 linh thạch. Lý Đạo Hữu, chúng ta trở về trước một chuyến, đêm mai lại tiếp tục. Lý Thủy Đạo nói xong, lập tức cùng Hạ Nhược Tuyết bay về phía Thiên Trì Bảo. Các ngươi muốn làm gì? Lý Minh Nguyệt hoàn toàn không hiểu vì sao bọn họ lại thay đổi kế hoạch như vậy. Người cứ canh giữ ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Giọng nói của Lý Thủy đạo vọng vào sơn cốc trong khi người đã bay xa rồi hai người bọn họ điều khiển độn quang bay thẳng tới thiên trì bảo đầu tiên là cất những món đồ quý giá nhất vào trong tàn bảo khố của mình sau đó bởi vì những món đồ vật đang được cất giữ bên trong tàn bảo khố của an gia quá nhiều lại quá nặng hai người đành phải lên một kế hoạch khác đó là lấy xong sẽ trực tiếp chôn chúng nó trên núi chờ lúc nào đó lại tổ chức cả một đội xe đi tới lấy về còn một mình lý minh nguyệt ở lại bên trong sơn cốc lặng lẽ đưa mắt nhìn mấy viên thanh liên đang trong tay vẻ mặt không biết nên nói gì buổi tối ngày hôm sau, vào lúc chạng vạn tối, trước lúc An Gia bảo bước vào giờ giới nghiêm, hai người Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết lại một lần nữa hóa trang thành hạ nhân tiến vào An Gia bảo, rồi lại một lần nữa thuận lợi tiến vào tàn bảo khố. Lần này, những món đồ vật được bọn họ đóng gói mang đi có giá trị cực thấp, tổng lại chỉ được khoảng một vạn linh thạch. Nhưng bận rộn một đêm lại có được một vạn linh thạch, thu nhập như thế này cũng không tính là thấp, sau khi trời sáng, lý thủy đạo và hạ nhược tuyết lại dùng thân phận hạ nhân để lặng yên không một tiếng động rời khỏi an gia bảo bọn họ tìm được một sơn động bí ẩn trực tiếp chọn nó làm nơi tạm thời cất giữ bảo vật hai người nhanh chóng giấu toàn bộ thu hoạch của buổi tối hôm qua vào trong sơn động lý minh nguyệt nhìn thấy hai người này mang về một đống thu hoạch tràn đầy trong lòng cũng hưng phấn dị thường vui sướng không nói nên lời người gặp có phần minh nguyệt sư phụ đồ vật nơi này người có thể cầm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đừng khách khí với ta lý thủy đạo mỉm cười nói lý minh nguyệt nhìn bảy tám món trung phẩm pháp khí một đống độc đan cùng với rất nhiều loại nguyên vật liệu mà bản thân cũng không biết chúng nó tên là gì cộng thêm hàng đống linh thạch trước mắt thực sự không biết mình nên lấy cái gì nói thật hiện giờ trong túi trữ vật của nàng đã đựng đầy những loại pháp khí bày trận rồi ngay cả y phục của bản thân cũng không đủ chỗ chứa như vậy đi nếu không chúng ta cứ ghi chép lại chờ sau này khi chuyển toàn bộ những món này về sẽ tính tổng giá trị của chúng cho người người thấy thế nào lý thủy đạo đề nghị lý minh nguyệt vội vàng gật đầu đồng ý lại nói tuy nàng không dùng được những thứ này nhưng giá trị của chúng nó khác là xa xỉ dùng phương án này để giải quyết chính là lựa chọn tốt nhất rồi làm như vậy coi như lợi ích của ba người đã được ràng buộc chặt chẽ vào rồi bọn họ cùng hưởng phần tài phú này cũng như cùng tín nhiệm lẫn nhau lý minh nguyệt có được lợi ích cũng không thể phản bội được lại nói những thứ thứ trân quý nhất đã bị lý thủy đạo và hạ nhược tuyết đóng gói mang về thiên trì bảo từ trước rồi mấy thứ còn lại dù giá trị xa xỉ thật nhưng vẫn chưa đến mức làm người ta mờ mắt mà mất lý trí thêm nữa ngay cả khi lý minh nguyệt bị mở heo che mờ tâm lý sau đó vì những tài vật này mà giết chết lý thủy đạo và hạ nhược tuyết nàng cũng không thể tự mình mang những vật phẩm giá trị thấp như vậy đi bán được bởi vì dù có muốn nàng cũng không thể tự mình đi bày hàng mỗi ngày được chỉ có thông qua thiên trì phường mấy thứ này mới có thể biến thành tiền mặt mà thôi thậm chí kể cả khi đã bán chúng đi rồi lấy được tiền mặt rồi lý minh nguyệt cũng không thể mang theo lượng linh thạch lớn như vậy ở trên người được tới cuối cùng chúng chỉ có thể tồn tại ở trong tay lý thủy đạo và thứ nàng lấy được chỉ là một tờ bằng chứng tín dụng mà thôi bằng chứng tín dụng hay còn gọi là thư tín dụng hiểu nôm na thì nó là một loại cam kết thanh toán có điều kiện bằng văn bản do bên giữ tiền viết cho bên gửi tiền mà một khi lý thủy đạo chết giá trị của tờ bằng chứng tín dụng do hắn phát hành sẽ bị quy về không đây chính là ràng buộc về mặt lợi ích để hoàn thành quá trình ràng buộc về mặt lợi ích này thì người làm thủ lĩnh nhất định phải có phong độ phẩm chất phải giữ vững đạo nghĩa nếu người làm thủ lĩnh mà không biết nghĩa chỉ muốn một mình độc chiếm tuyệt không chia cho thủ hạ một chút lợi ích gì trong nội bộ tất phát sinh mâu thuẫn giết chóc lẫn nhau lục đục với nhau cuối cùng một dao chặt đứt làm đôi người nhà trở thành kẻ thù đôi bên cùng toan chỉ cần lý thủy đạo giữ vững đạo nghĩa như vậy lý minh nguyệt sẽ kiên quyết bảo vệ hắn vì lợi ích của chính mình từ giờ trở đi lão vương bác đeo mặt nạ kia đã không còn là thủ lĩnh của lý minh nguyệt nữa nam nhân đang giữ tiền của nàng kia mới đúng là thủ lĩnh của nàng ba người bắt đầu bận rộn phân loại những món bảo vật này sau đó dùng vải bạc phủ kín lên lại dùng rương gỗ đựng tới cuối cùng lý minh nguyệt còn dứt khoát bố trí một cái ảo trận phòng ngừa những bảo vật đang giấu ở đây sẽ bị người phát hiện bọn họ phối hợp ăn ý cùng chia sẻ niềm vui thu hoạch nhưng đây mới chỉ là bắt đầu lại nói pháp thuật chuyển hóa mê hồn của Hạ Nhược Tuyết có tác dụng quá lớn đối với nhóm tu sĩ cấp thấp và phàm nhân, bởi vì hiện tại, nhóm thị vệ An gia bảo, thậm chí là thị nữ phàm nhân, đã hoàn toàn coi Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết là người An gia chân chính rồi. Cứ như vậy, trong 7 ngày liên tục, Lý Thủy Đạo và Hạ Nhược Tuyết đã hoàn toàn dọn sạch tàn bảo khố của An gia, mà An gia bên kia hoàn toàn không phát hiện được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.